Xin kính chào quý vị và các bạn. Phương Thảo rất vui khi lại được đồng hành cùng với quý vị trong phần bản tin của kênh Tin Mới Nhất. Và chúng tôi với đội ngũ biên tập viên vô cùng chuyên nghiệp, luôn tự hào là kênh tư tin nhanh và chính xác nhất. Ngày hôm nay đã có những thông tin đáng chú ý nào? Mời quý vị cùng theo dõi. Xin kính chào quý vị và các bạn đã trở lại với Tin Mới Nhất. Với những tin tức và đợt lũ kinh hoàng đang diễn ra tại Trung Quốc, thưa quý vị và các bạn, hãng tin Tân Hoa Xã, mưa lớn gây ra vỡ đê tại đoạn sông Trường Giang thuộc tỉnh Giang Tây của Trung Quốc đã buộc 10.000 người dân phải sơ tán khẩn cấp. Cơ quan phụ trách quản lý tài nguyên nước địa phương cho biết, vụ vỡ đê đã ảnh hưởng đến khoảng 1.500 ha đất nông nghiệp tại đây, nơi vốn có địa hình trũng thấp và hiện chưa có ghi nhận thương vong sau vụ việc. Hơn 800 người đã được triển khai khẩn cấp cho nhiệm vụ giải cứu. Tối hôm thứ Tư vừa qua, Đài khí tượng Trung ương Trung Quốc đã phát đi cảnh báo mưa to màu cam trên thang 4 cấp từ thấp đến cao, có 4 màu là xanh lá, vàng, cam và đỏ. Việc nâng cảnh báo lên mức cao nhất như vậy cho thấy tình hình mưa lũ ở Trung Quốc dường như đang chuyển biến nghiêm trọng hơn. Mưa lớn đã gây ra vỡ đê tại đoạn sông Trường Giang thuộc tỉnh Giang Tây của Trung Quốc hôm ngày thứ Năm, buộc 10.000 người dân phải sơ tán khẩn cấp. Đoạn đê bị vỡ dài 100 mét trên đoạn sông Trường Giang thuộc huyện Bà Dương, Giang Tây, phía đông của Trung Quốc vào lúc 20:35 hôm thứ Năm. Cơ quan phụ trách quản lý tài nguyên nước địa phương cho biết, vụ vỡ đê đã ảnh hưởng đến khoảng 1.500 ha đất nông nghiệp tại đây, nơi vốn có địa hình trũng thấp, hiện vẫn chưa có ghi nhận thương vong sau vụ việc. Hơn 800 người đã được triển khai khẩn cấp cho nhiệm vụ giải cứu. Tới khoảng 1 giờ ngày thứ Sáu, mực nước tại đây vẫn tiếp tục dâng cao, nhấn chìm toàn bộ đất nông nghiệp của một làng lân cận. Nguyên nhân vụ vỡ đê được cho là do mưa lớn kéo dài liên tục trong nhiều ngày. Tối ngày thứ Tư, Đài khí tượng Trung ương Trung Quốc đã phát đi cảnh báo mưa to màu cam trên thang 4 màu, từ thấp đến cao, xanh, vàng, cam, đỏ. Việc nâng cảnh báo lên mức cao như vậy cho thấy tình hình mưa lũ ở Trung Quốc dường như đang chuyển biến nghiêm trọng hơn. Theo cảnh báo, từ lúc 20 giờ tối ngày thứ Tư tới 20 giờ tối ngày thứ Năm, phía đông của tỉnh Hồ Bắc, phía nam của tỉnh An Huy, phía bắc của Hồ Nam, phía bắc của Giang Nam, phía tây của Chiết Giang sẽ có mưa lớn. Trong đó, phần phía đông nam của Hồ Bắc, phía bắc Giang Tây, phía nam An Huy sẽ có mưa đặc biệt lớn với lượng mưa từ 350 đến 380 mm. Một vài nơi trong những khu vực này sẽ có lượng mưa theo giờ có thể lên tới 100 mm kèm theo dông và gió mạnh. Trong hai ngày tới, vùng trung lưu và hạ lưu sông Trường Giang sẽ tiếp tục có mưa. Đài khí tượng Trung ương Trung Quốc cảnh báo chính quyền địa phương phải cảnh giác đề phòng mưa lớn, lũ lụt, lở đất, đồng thời cắt nguồn điện ngoài trời, ngừng các hoạt động ngoài trời tại những khu vực nguy hiểm. Do ảnh hưởng của mưa lớn nhiều ngày và đập Tam Hiệp xả lũ từ ngày cuối tháng trước, kéo theo hàng loạt con đập phải xả theo, nhiều tỉnh khu vực phía tây nam của Trung Quốc đang hứng chịu những đợt lũ lụt nghiêm trọng, trong đó mực nước của nhiều con sông đã vượt mức báo động khẩn cấp. Thậm chí một đoạn đê ở sông Dương Tử qua tỉnh Giang Tây đã bị vỡ, gây ra ngập lụt cục bộ. Tối thứ Năm, một đoạn đê dài khoảng 100 mét của sông Dương Tử, đoạn qua huyện Kiên Dương, tỉnh Giang Tây đã bị vỡ, khiến cho 10.000 dân cư phải sơ tán, hơn 1.500 ha đất nông nghiệp bị ảnh hưởng. Ngay sau đó, Ủy ban Tài nguyên nước sông Dương Tử nâng cảnh báo lũ lụt lên cấp độ màu cam ở khu vực trung lưu và hạ lưu của con sông dài nhất Trung Quốc sau khi một đoạn đê ở Giang Tây bị vỡ. Theo đó, Cơ quan Phòng chống lụt bão và hạn hán tỉnh Hồ Bắc đã nâng phản ứng khẩn cấp đối với lũ lụt từ cấp 3 lên cấp 2 bắt đầu từ 3 giờ chiều ngày thứ Bảy. Tính đến ngày thứ Bảy, tỉnh Hồ Bắc đã xác nhận 34 người chết và 15 người mất tích sau khi những cơn mưa xối xả liên tục trút xuống 54 quận huyện trong tỉnh, ảnh hưởng đến hơn 10 triệu người. Hồ Bắc đã huy động 403.200 người đi tuần tra dọc theo các bờ kè sông để cảnh báo nguy cơ lũ lụt. Cục Quản lý Khẩn cấp tỉnh sơ tán hơn 19.000 người đến nơi an toàn và điều động 85 chuyến bay tuần tra trên không theo dõi thảm họa lũ lụt và địa chất. Còn tại tỉnh An Huy hôm thứ Sáu, do ảnh hưởng bởi đập Tam Hiệp xả lũ và những cơn mưa cường độ siêu lớn trong nhiều ngày, mực nước sông Dương Tử đoạn qua khu vực An Huy đã dâng cao 4 mét. Lũ tại các nhánh sông không thể đổ vào sông Dương Tử như thông thường, làm cho 25 con sông ở An Huy đã vượt mức cảnh báo. Toàn bộ huyện Đông Trí của tỉnh An Huy đã bị ngập hoàn toàn, một số nơi có độ sâu của nước là hơn 2 mét. Theo dự báo thời tiết của Trung Quốc, từ ngày Chủ nhật đến ngày thứ Tư tuần này sẽ có một đợt mưa với cường độ lớn ở toàn bộ khu vực phía Tây Nam, Giang Hoài, Hoàng Hoài, Hồ Bắc. Lượng mưa từ 80 đến 130 mm, đặc biệt ở khu vực phía Đông Nam của Trùng Khánh, Hồ Bắc, An Huy, Giang Tô và Hà Nam. Lượng mưa sẽ đạt 160 đến 210 mm. Lượng mưa cục bộ sẽ ở khoảng 250 đến 400 mm. Cũng do ảnh hưởng của các đợt mưa lớn, đập Tam Hiệp vào cuối tháng trước đã chính thức phải tiến hành hai đợt xả lũ. Đây là hai đợt đầu tiên trong năm 2023. Cường độ xả lũ lần này có thể coi là lớn nhất trong lịch sử của đập Tam Hiệp. Lượng nước xả ra đã làm ngập 1.281 hồ chứa nước ở tỉnh miền Bắc, trong khi đó khu vực phía Nam của Trung Quốc đang phải đối mặt với mưa lớn. 26 tỉnh của thành phố chìm trong nước sâu và hơn 10.000 người đã bị ảnh hưởng. Đài quan sát khí tượng Trung ương Trung Quốc liên tục đưa ra cảnh báo màu vàng cho những cơn mưa lớn. Hiện nay, người dân phía Nam của Trung Quốc đang hứng chịu những thiệt hại nặng nề do những cơn mưa lớn kéo dài trong thời gian qua. Kết quả khảo sát của chính quyền địa phương cho thấy, kể từ khi xảy ra các trận mưa lớn từ những ngày cuối tháng trước, 93,1 triệu người đã bị ảnh hưởng ở 42 quận của thành phố và huyện tại 9 thành phố và 10.347 người đã phải di rời trong trường hợp khẩn cấp.
diện tích cây trồng bị ảnh hưởng là 105,23 ha, trong đó 7,5 triệu ha diện tích chưa được khôi phục, 395 ngôi nhà bị sập, 1.711 ngôi nhà bị hư hại ở mức độ khác nhau. Thiệt hại kinh tế trực tiếp là 996.000 nhân dân tệ. Ngoài ra, thành phố Trùng Khánh của tỉnh Tứ Xuyên đã tiếp tục hứng chịu lượng mưa lớn liên tục kể từ ngày cuối tháng và hơn 310.000 người đã bị ảnh hưởng. Địa phương này đã nâng cảnh báo lên mức 3 để có thể ứng phó với tình trạng lũ lụt khẩn cấp. Cùng với việc đập Tam Hiệp xả lũ kéo theo hàng nghìn hồ chứa nước khác buộc phải xả theo, có khả năng làm cho nhân dân Trung Quốc vùng hạ lưu sông Dương Tử tiếp tục bị ngập chìm trong biển nước, gây thiệt hại nặng nề. Tuy nhiên, đây chưa phải là tất cả. Theo dự báo của Đài khí tượng Thủy văn Trung ương Trung Quốc, từ ngày đầu tháng này, lưu vực Tứ Xuyên đến khu vực Trung và hạ lưu sông Dương Tử sẽ tiếp tục phải đối mặt với lượng mưa lớn và sẽ phải hứng chịu thêm một đợt mưa lớn với cường độ tương đương với đợt mưa hiện nay. Trong những ngày tới, vành đai mưa chính sẽ nằm ở lưu vực Tứ Xuyên đến Hoàng Ngoài, Giang Hoài, Giang Hán, phía Bắc và Giang Nam, đặc biệt là Quý Châu, Trùng Khánh, Hồ Bắc, An Huy. Đây là những nơi có thể bị lũ lụt nghiêm trọng. Chính quyền khẩn trương triển khai công tác liên quan đến phòng chống thiên tai. Dự kiến do ảnh hưởng của mưa lớn trên diện rộng, khoảng từ giữa tháng này, đập Tam Hiệp sẽ tiếp tục xả lũ một lần nữa. Thông tin từ Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Trung Quốc công bố, các đợt mưa lũ nghiêm trọng tại nhiều địa phương ở miền Nam nước này xảy ra liên tục từ đầu tháng đến nay, đã làm 98 người thiệt mạng và mất tích, hơn 12.000 lượt người bị ảnh hưởng, 729.000 lượt người phải di rời khẩn cấp, hơn 100.000 ngôi nhà bị sập và hư hỏng. Thiệt hại kinh tế trực tiếp lên tới 25,7 tỷ nhân dân tệ, ước tính khoảng 3,6 tỷ đô la Mỹ. Trong đó, tính riêng tỉnh Tứ Xuyên, miền Tây Nam của Trung Quốc đã có 22 người chết, 10 người mất tích trong trận mưa lớn bất ngờ xảy ra hôm vừa qua. Bộ Thủy lợi nước này cũng đã ra thông báo về việc nước lũ làm cho mực nước của 13 con sông tại khu vực này vượt mức báo động. Như vậy, từ đầu năm đến nay, Trung Quốc đã có khoảng 200 con sông mực nước vượt quá mức báo động, nhiều hơn cùng kỳ năm trước. Thưa quý vị, nhiều ngày mưa xối xả ập đến Trung Quốc làm ngập lụt khu vực sông Dương Tử. Vừa qua, Trùng Khánh ở thượng nguồn lại hứng chịu mưa lớn, lũ dâng cao và nhiều thị trấn bị ngập lụt. Trong số đó, thiên tai nghiêm trọng ở thành phố Hồng Xin, thị trấn Vu Quy Ao đã bị ngập lụt. Đài khí tượng Trung ương nhận định mưa lớn sẽ kéo dài đến ngày mai. Theo báo cáo tổng hợp của phương tiện truyền thông, Trùng Khánh đã hứng chịu mưa lớn từ 2 ngày trước. Đập Tam Hiệp xả lũ chậm lại khiến cho mực nước đoạn Trùng Khánh của sông Dương Tử tăng gần 3 mét, đổ trực tiếp vào các thành phố và thị trấn khác nhau ở Trùng Khánh, gây ra lũ lụt nghiêm trọng. Và tổng số 19 huyện ở quận có hơn 180.000 người bị ảnh hưởng, hơn 1.000 ngôi nhà bị sập và hơn 6.000 ha hoa màu bị ngâm trong nước. Trong số đó, quận Vạn Châu, thành phố Trùng Khánh chịu thảm họa nặng nề nhất. Vào sáng ngày hôm qua, lũ xối xả tràn vào khu đô thị, hơn chục ngôi nhà ở thành phố Hồng Xin, thị trấn Gu Quy Ao đã bị ngập, hơn 8.000 người phải bị bõm lội qua nước để chạy thoát thân. Kinh hoàng nói, tôi chưa bao giờ thấy một trận lũ lụt lớn như vậy. Ngoài ra, trên mạng lan truyền một đoạn video quay cảnh lũ xé cửa và tràn thẳng vào văn phòng. Đài khí tượng Thủy văn Trung ương nhận định mưa xối xả sẽ còn kéo dài đến ngày mai. Vào 2 ngày trước tại Vạn Châu, Trùng Khánh, Trung Quốc có thông tin cho rằng nước lũ từ cửa đổ thẳng vào văn phòng. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin về tình hình lũ lụt tại Trung Quốc của kênh Tin Mới Nhất ngày hôm nay. Để cập nhật và theo dõi những thông tin thời sự quốc tế mới nhất cũng như các thông tin quan trọng về tình hình Biển Đông ở trong khu vực thì quý vị đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo. Vâng, thưa quý vị, bản tin ngày hôm nay tới đây là kết thúc. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn cũng đã theo dõi bản tin của chúng tôi. Chúc quý vị và gia đình luôn mạnh khỏe và hạnh phúc. Nếu thấy hay thì đăng ký kênh, sau đó nhấn biểu tượng chuông ở góc phải của màn hình để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất mà chúng tôi sẽ cập nhật. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.